Lên Bình Dương ơi, lên Bình Dương lâu quá. Đảng mì gái, đảng mì gái lại đây. Đây mì gái đây hả? Hello, Mì chào gái chị. kìa, chào anh. Cái gì vậy mày, sao sáng Đảng mê gái hạnh, chào đảng rồi chào đảng mì gái. Thì sao như tình hình em thấy anh hôm cũng nay lên mấy như cái diễn đàn khác xông pha trận mạc ghê lắm không anh? chào anh Tư. Nói chung là cũng chút xíu thôi, đi quậy quọ chút nữa mà, Quậy quả có tại gì vì vui không? nói chung có nhiều vui chứ. Có cái nữa là anh chia sẻ là tại anh có chia sẻ bên diễn đàn anh rồi, là anh có nghĩa là mình ở Việt Nam bây giờ á, mà thanh niên mà cưới vợ á, là cũng do đảng mới cưới vợ chứ không phải tự nhiên họ cưới vợ, do Sao cộng anh, tại sản. sao? Rồi tại sao nó rõ rõ em chưa hiểu lắm. Có nghĩa là thanh niên cưới vợ xong mà đời sống không có được đầy đủ, là đổ thừa đảng mới mới cưới vợ chứ không phải là họ họ cưới. Tại vì anh tranh luận với họ, anh nói là trước khi mình cưới vợ mình phải hoạch định cái tương lai của mình ra sao, hoạch định cho cái kế hoạch cuộc sống của gia đình nhỏ của mình ra sao, chứ không Đúng. phải là đảng bắt mình cưới. Nhưng mà họ không chịu, họ nói cái đó cũng do đảng đó, chứ không phải. Chào Nguyễn Thành, chào các anh chị em trên diễn đàn của Duy Nguyễn nha. Nên anh đi dạo dạo đó mà, thì cũng gặp những cái diễn Anh đàn hỏi thì mình à, vậy thì trong quá trình anh đi dạo dạo ở những cái diễn đàn khác và tranh luận với người khác thì những cái kỷ niệm nào mà anh cảm thấy nó gay cấn nhất, thì như phản biện cũng được hay là đồng thuận gì một vấn đề nào đó cũng được, cái gì mà anh cảm thấy người ta đề cập tới nhiều nhất, cái lộn nó dễ, nó anh đa thường phần là nghĩ cãi là gì? lộn về nhân quyền, họ không thừa nhận kinh tế Việt Nam mình phát triển. Anh nói là kinh tế Việt Nam mình phát triển, họ nói ủa phát triển ở chỗ nào, Ủa, họ không nhìn thấy. tăng trưởng nền kinh tế 6,8% mà không chịu phát triển nữa chứ giờ năm ngoái Không, mình cái nước họ không nào nhìn mà tăng thấy. trưởng hả? Chào Trang Cao nha, chào các anh em, chào anh Trịnh Ninh Thuận. Chứ họ dựng Nên lên lý thuyết nào mà họ nói là Việt Nam không phát triển anh? họ không có đưa ra, họ dẫn chứng là bây giờ người nghèo vẫn còn nè, Nước người nào cũng nghèo dẫn chứng kỳ vậy, thì nước nào đó cũng nghèo. anh, bởi anh mới nói là cái nghèo thì mình phải nhìn coi ở cái người nghèo đó là mình phải tìm cái lý do. Anh nói là bây giờ dù mấy anh đưa ra một cái chỉ trích một vấn đề thì các anh phải đưa ra một giải pháp, đúng không? Còn dù Đúng như rồi. thấy một cái một vấn đề của xã hội, dù chẳng hạn nghèo, thì mình phải tìm Rồi. hiểu nguyên do họ nghèo hay thật sự là họ, nhưng mà họ không làm vậy. Họ cứ nói là anh là người bưng bưng bô cho cộng sản. Khổ vậy đó. Là họ đâu phải cãi lộn đâu, tức là không có khả năng Không, tranh cái đó luận. là lúc đầu thôi, lúc sau là họ chửi như tát nước vào mặt luôn. Sao chửi luôn hả? Mất. Rồi anh cũng hôm hôm bữa đó là cái sôi nổi nhất là anh, cái sôi nổi anh gặp ông Tân Thái ở trong cái diễn đàn của Eva TV. Thì thật sự bà làm truyền thông thì mình cũng không có quan tâm đến cái chuyện bà làm, nhưng mà cái quan tâm của mình nhất là bà phải dẫn chứng những cái sự việc gì nó xác thực với đời sống ở bên ngoài, là một. Cái thứ hai nữa, bà chỉ trích được nhưng bà cũng phải khuyến khích người người dân người ta như thế nào. Ủa Còn bà này, Tân Thái là làm gái hả? bà là trai, ông đó bên Mỹ á, mà Ủa ông hẹn anh mấy lần, ông hẹn anh lên diễn đàn mấy lần rồi, nhưng mà chứ cuối cùng ổng không có anh mở có diễn những cái đàn, bạn học không bạn lên. gái anh nói bà nào Bà trên cái diễn đàn đó Eva TV, à, là bà khác nữa đúng không? đúng là khác nữa, mà anh gặp ông đó trong cái diễn đàn đó thì anh mới lên, anh gặp anh lên trước, anh lên anh nói mấy câu rồi anh mới vừa kể mà cái vụ mà cưới vợ mà cũng do đảng cộng sản mới cưới á Dạ đó, là chứ diễn đàn đó thì anh họ không có đảng ai cấp trên cái giấy anh, không có giấy đó chịu cưới anh nè. không, thì cái chuyện đó thì mình không nói, nhưng mà ở đây là cái đời sống khó khăn rồi cũng đổ thừa cho đảng là do đời sống khó khăn. Ao Mà anh tôn nói chuyện anh mà yên cứ tâm, nói chuyện họ cứ lôi cái màu chính trị ra hoài vậy. Đúng không? đúng Ủa anh mà rồi, cũng đảng không? đúng rồi, anh ở đây trên phương diện là mình lên mình nói chuyện, mình tranh luận một cái đề tài xã hội cho nó vui, đúng không? Vừa Ừ. một bên là Còn một khách quan anh có cũ. đảng không? Anh hả? À. Không, anh không có đảng gì hết á, anh Anh chỉ đảng mấy chỉ gái thôi đó. đảng mê Đúng rồi, anh chỉ đảng mấy gái thôi mà. gái đúng không? Anh đảng mê gái sao tụi nó xàm, tụi nó vô tụi nó lôi anh cho cộng sản là sao? Tụi nó là Anh tao đảng mê chỉ gái mà lôi gái vũ ở đây.
thì đó Kim là Ngôn con rồi. tôi, anh giờ chính trị Ờ hoài khổ vậy đó, nữa. còn mày muốn lôi đảng cộng sản mày ra Hà Nội kìa đó, mày ra gì đó đi thoải mái, tại vì đó làm tự nhiên mình đảng mê gái đảng gamer nó lôi vô đảng cộng sản hoài nè. Thì đó, nó cứ kéo mình vào đảng cộng sản hoài, mà mình nói mình không có muốn chuyện đó, mình chỉ đảng mê gái thôi, không? Nói cái chuyện không Đó, nên ở đó rồi xong bắt đầu họ họ nào họ chửi nào mình là ngu học, rồi nào là bò đỏ, nào nói giờ mình miễn nhiễm với những cái chuyện đó rồi, nên giờ chửi nó không có ăn nhập gì vô nữa hết á. hết phê rồi. Hết áp phê, anh nói thật đối ai thì có thể áp phê với đó anh, thì anh miễn nhiễm với cái chuyện đó rồi, nên giờ thì đây nè, dưới này cũng có một số đang ngồi dưới cào phím chửi lung tung nè, Nó nhưng mà anh miễn nhiễm. kệ nó đi anh ơi, mấy quỷ đó chửi gì, chửi là cái gì, bất lực cũng ngôn luận Tại em nói nè. chứ anh thì cũng xuất thân từ Bến Tre mà, nhà Dạ bên vậy Mỏ Cày luôn, Bắc, một bên cái anh Mỏ bắt Cày. ha, một cái bắt Biết chùa di tích lịch sử Tiên Linh không? không, em có gì một cái đâu không biết. Bên Bến Tre cái chùa lịch sử Tiên Linh cũng nổi tiếng mà, Nằm ở đâu, nằm ở bên huyện Mỏ Cày Nam luôn á. trời ơi có đi xuống tới dưới bây giờ đâu anh, đi tới vòng À trơm hết cảnh rồi vậy hả? đó, nhà nghèo đi xe đạp không đâu, đi xa như vậy. Trời, ngày xưa ở dưới kia có được chiếc xe sườn ngang là ngon lắm rồi đó. Anh thì hiện Còn tại đang ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. quận 2 luôn hả anh? Gần Nên Thủ hôm bữa Thiêm không, anh ở gần đầu đường cao tốc đó. Nên hôm bữa mà Di luôn. đi dạo mà Ủa đi. anh mới nhắn là Di uống uống nước mía không đó, nhớ không? Ở gần tốc là gần lưng lưng cổ hả? Đúng rồi, anh gần Lương Đình Của. À Nên nhưng hôm mà cái bữa nhà của anh là ví dụ như tên đường đó là đường gì, đường lưng cổ luôn hay là mấy đường ở trong trong đường kia? bên anh là bên đường Nguyễn Thị Định. À Nguyễn Thị Định em biết luôn, Rồi, đường anh đó anh bên Nguyễn Thị Định. Nguyễn Duy Trinh, ai chỗ đó sắp Bên mở đường rồi đó anh, đường Nguyễn hôm Định sắp đó nó mở đúng rồi, nó sắp mở đường Nguyễn Duy Trinh lớn lên mà, tại con mẹ đường chứ, đó nó đi thẳng lên Long Trường quận 9, đất lên quá anh ơi, quá đất đường Nguyễn Trinh lên chịu không nổi luôn á. lên dã man lắm. Trời ơi hồi 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 năm ngoái, em đi hỏi đang mặc cả 100 triệu mét, quá thời gian sau quay lại lên 150, mới có mấy tháng nè thôi bỏ luôn đi, mắc quá tiền mua. Nhưng mà thực ra là ở, nếu mà tính ra ở tuyến đường Nguyễn Duy Trinh thì nó không ngon, nó không ngon. Chứ ở đường nào ngon? Nguyễn Thị Định hả? Nguyễn Thị Định ngon. Không, Nguyễn Thị Định cũng ngon nữa. Nguyễn Thị Định tại vì bên kia nó lại là đường Đồng Văn Cống rồi, mà Đồng Văn Cống thì thôi, nếu mà đồng Mai mốt đường Đồng Văn Cống nó đâu cho xe container chạy nó đâu anh, nó chạy đường vành đai rồi. thì nếu mà ra ra đó thì thà mình ra khu khu đảo Kim Cương ngon hơn. Đảo Kim Cương thì nó đang mới, nó chưa có đông, nó chưa có vui. Nó chưa, đúng rồi, nó chưa Đảo có Kim vui. Cương thì nó còn rẻ mà, đảo Kim Cương nó còn rẻ. Phẩm không có vô coi mà. Cái chỗ đảo Kim Cương đó là cái khu hành chánh quận 2 mới sau này đúng không anh? Đúng rồi, đó là khu Đúng khu hành chánh là mới sau đường này, tám đường tòa chỗ đó sau này án, đó. ủy ban nhân dân đồ nằm đó. Thì cái quận 2 giờ đó có hai chỗ để xây, một là Thủ Thiêm, hai là đảo Kim Cương, còn chỗ nào đâu, còn cái chủ tuyến đường Nguyễn Thị Định với Nguyễn Duy Trinh đó là Của khu dân và dân, khu đó của dân, mà khu đó thì khu 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 đó thì nó nhà nhà dân nhiều mà. Nó không có gọi là nhìn nó không có ấy lắm, nó hơi là những lượm cái thượm. chung cư anh, ở cái đường Nguyễn Duy Trinh chung cư nhiều mà, chung cư Nguyễn Duy Trinh xây quá trời luôn, Chỗ đường lên cái đoạn Nguyễn trên Duy á, lên chung cư nó Homeland Trinh rồi, nó mấy cái chung cư á. Ngày xưa cách đây chừng lâu rồi thì cái khu An Phú An Khánh quận 2 là thấy ngon rồi anh ha, má đúng gì cũng rồi. ra khu Thủ Thiêm với khu Đảo Kim Cương, An Khánh đi ngủ. Giờ giờ lên khu Thủ Thiêm chịu không nổi, An Khánh đi ngủ An Khánh giờ là đâu bằng khu Thủ Thiêm, giờ mới dữ dằn. Khu Thủ Thiêm An hôm Khánh vừa đi rồi hình như cái tụi thằng Heineken á, nó mới mở cái event cho nó ở đó đó. dạ vậy hả. Heineken thì nhà máy ở quận 12. Nó thuê cái sân ở gần ngay chỗ của Sala, bắt đầu nó mở cái event của nó. Bia đó nó giàu giàu quá trời rồi. Không gì nữa. Nên mấy hôm nay là cái lùm bùm cũng vụ cái đất ở quận 2 đó. Dạ, Thủ Thiêm. Chào chắc tôi gì, Dù nó lớn quá. vụ đó lớn quá, nói chung là nó nhiều 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 vấn đề lắm chứ không phải một vấn đề đâu. Nên ở cái phương diện mình, người dân mình nhìn thì nó chỉ ở cái gói gọn là nhìn thấy dân quan khóc lóc thôi, chứ anh là ở người ở đây anh nhìn có thấy nhiều vấn đề chứ không phải là một vấn đề đâu. Nhờ mà trong đó cái vấn đề của người dân không phải là nhỏ nha. Không thấy mình họp họp cái vụ bà Tâm á mà dân hỏi mấy câu hỏi hay ghê không? Đúng rồi,
chính xác, Dân hỏi rất hay, không dám tự nhiên, không dân không tự nhiên nghĩ ra đâu anh, khó rồi đằng sau đó có chuyện đó đương nhiên anh anh. đã nói rồi, anh mới nãy anh đã nói là có nhiều vấn đề mà ở dân không phải là nhỏ mà. Đó. Chào anh Việc Sẹt rồi. đó dân tại sao mấy năm trước không biết gì chơi mà năm nay hỏi hay thế. Hỏi câu nào dính câu đó luôn. Mà trong khi đó là có những hộ đã cách nay đã chục năm mười mấy năm rồi, có những người người ta lãnh tiền người ta đi mua mua đất ở Long Thạnh Mỹ đâu, người ta ổn định cuộc sống, bây giờ ta làm có những nhà ta làm công ty chà bá bên bển luôn. Mà tại sao Xong có rồi những giờ người quay lại đúng không, không? những người đó thì không quay lại, nhưng mà những người mà lúc đó lấy tiền đi chơi đã, giờ hết tiền nó quay lại. Đó thì đó như hồi nãy mà cái em miền Bắc nói đó, em gì đó, em gì tới Abati gì đó nói trời đất ơi mẹ cũng tiền đã ăn giọng ăn xài cho đã rồi Anh dân mình nói tính thật, riêng riêng ở quận 2 khi lãnh tiền ra xong, cha chơi theo cha, mẹ chơi theo mẹ, con chơi theo con, thì hỏi tiền nào của chịu con nổi thì con. cứ mua xe đi cô gái trước Đúng đó, rồi, cha mẹ thì cho mẹ đầu tiên giờ quất hai con SH, đầu tiên quất hai con SH, đấy. cha chiếc con chiếc, cha đi đi cha đi nhậu, lủi lủi vô bờ banh chành, con chạy ra lủi vô cột điện rồi, con giờ nó tê tê luôn Người đó. anh trong nhà em Đó, vậy bên đây nhiều trường hợp đó lắm, rồi bắt đầu xong xuôi hết tiền xong có thể vớt vát được chút đỉnh, chạy tuốt qua bên Đồng Nai, qua bên ngay Phà Cát Lái, đi qua bển chút xíu thì bắt đầu kiếm được miếng đất thì còn có thể là ổn định được. nhân trạch đúng Nhân không? Trạch phải, đúng rồi, bên bên đó thì cũng ngon đó, nhưng mà vắng lắm. Bên bên đó khu lên trên kia nó có một cái khu mà nó dự định nó gần cái khu công nghiệp Nhân Trạch đó. Nó có một cái khu quy hoạch cũng đẹp lắm, nhưng mà rất tiếc là nó không đưa dân gì được nên bây giờ vắng. Cái khu đó nếu quy hoạch được thì ngon, Mà đường xá nó ra rồi, nó ra tới Đồng Nai rồi, nhiều khi tao thích thành phố hơn. ừ. Dù Long Thành Mỹ là ok, nó vào quận 2. Long Thạnh Mỹ thì bên đây, Long Trường, Long Thạnh Mỹ rồi thì còn ở phía bên quận 2 đó, nhưng mà chưa đâu, cái phía bên đó mà bây giờ moi ra tới phía bên đó cũng hơi bị mệt nữa đó. Ai biết được chuyện thì Đấy, ra sao nói biết chung được. gì nhưng như nói chung bây giờ trên phương diện anh nhìn nhận như thế này, thật sự ra cái người dân mình hãy nên thông cảm một chút, tại vì phát triển về cơ sở hạ tầng mình muốn nó muốn đẹp thì mình phải cái người dân phải hy sinh đó, không vì lợi ích cái quốc gia, mình nghĩ gì lợi ích quốc gia hàng đầu đi, đừng có nghĩ gì cá nhân nữa, cá nhân đâu phải đến nỗi khổ lắm đâu, anh nói không phải là khổ lắm. Nói chung em cũng chả cần phải hy sinh, đúng luật thì thôi, đền bù mà không sai, thu hồi không sai, cứ đúng luật là ok, còn trong đó Chứ mà còn sai luật thì cũng phải xử cho người ta chứ đúng giờ rồi, không không cái chuyện cho sai thì đương nhiên mình không nói rồi, không sai phạm thì đương nhiên xử mình không nói rồi, nhưng mà cái ở đây trên cương diện là chuyện gì mình có thể mình cũng cũng có thể mình thương lượng được hết chứ đúng rồi. đừng gọi, đúng rồi, chuyện gì mình cũng thể thương lượng được hết, đâu gì đâu. Rồi đừng có nghe theo những cái thành phần mà tung hô trên đây, ngày nào ví dụ mà đó một 10 km đường mà tới 12.000 tỷ đồng á, nhiều ông lên ông phân tích thì ông phân tích ông không tìm hiểu, ngay từ đầu nó chỉ ruộng không mà làm đường trên cái ruộng thử coi, bây giờ Cái đó đem đi những, đó phải chuyên môn phân tích ra cái chi phí nó từ đâu. đúng rồi, chứ còn mà ngồi bây giờ hỏi ngồi đây mà so sánh với đường của bên Dubai hay là đường của bên Mỹ, Mỹ nó toàn đường đồi núi không thì cái kết cấu Là địa địa chất khác chứ. em biết anh nói cái câu mà so sánh ở Dubai đã đâu ra rồi, trên nhật ký bán nước đúng không? Đúng Đúng rồi, không? Nó đúng mà sắm lên Dubai. Nhưng mà bây giờ rồi. đặt hoàn cảnh ra như vậy thì ví dụ như hai bên nhau, bên không có đền bù không giải tỏa rồi, đâu ví dụ như Dubai thì nó đất trống gì đó nó xây đương nhiên cái chi phí đền bù giải tỏa nó không có. Đúng không? Rồi có những và những cái chi phí khác về cái nền đất, về cái hạ tầng, về cái địa chất này nó kia. Nó đâu nó so để nó thiếu khách quan. Đúng Tất rồi, nhiên thiếu bây khách giờ cái quan. điện mặt đường nó mắc quá đúng không? Bây giờ đang là dấu chấm hỏi. Đúng không? Thì mình nhà nước là cảm thấy cái chỗ đó là dấu chấm hỏi thì vô thanh tra đi, cứ thanh tra đúng không? Mà ví dụ bây giờ, ví dụ như bây giờ đã khi một khi đã chính phủ ra tay thì thôi cứ để chính phủ người ta làm đi, đúng không? Mình người dân ở mức độ của mình là một người dân, mình nhìn xem đã. Rồi nếu trường hợp như cảm thấy cái gì mình bức xúc thì có thể là mình đến một cái nơi nào đó mình thắc mắc tại cái nơi đó, đúng không? Chứ mình đâu cần thiết mình cứ ngồi đây mình la hoài chi cho nó mắc mệt gì. Nhưng mà mấy bố đó vô lý ông chỗ thấy vậy nè anh. Đúng không? Tức là mấy bố đó cũng đọc báo mà biết đúng không, mà bây giờ một sự việc đó lên báo rồi thì không còn gì là giấu nữa, không còn gì là bí mật nữa và chắc Đó. chắn là giải quyết đúng chưa đó, mà mấy bố cũng nhờ báo mấy bố mới biết tin đó, xong mấy bố đi xuyên tạc
Đúng À, nhưng mà có một cái nữa thì có những điểm mấy ông nói đúng chứ không phải sai, anh đúng. công nhận một điều đó. Nhưng mà ở đây có nghĩa là khi đã nói đúng một vấn đề thì ví dụ chẳng hạn như tìm ra được một người đó là sai phạm thì ok, cái chuyện đó do pháp để sẽ pháp luật trừng trị người đó, chứ ổng còn ổng đưa ra luôn người đó là ổng gán ghép cho người ta tội gì luôn, và rồi phải được hưởng bao nhiêu năm tù luôn, rồi phải tài sản thì phải tính như thế nào luôn. Cái chuyện đó Tào ổng đâu phải của ổng, đúng lao, không? đúng rồi. Mình đưa ra một cái nhận định nhưng mà chỉ cái chuyện mà để luật pháp người ta lo, còn mình đâu nhận định được chuyện đó. Có nghĩa là cái chuyện của ổng quốc ức, ổng có thể ổng lấy cái quốc ức ổng ổng đè lên sự việc của người ta, ổng giống như cái trường hợp mà nó chết mình mới hả dạ đó, cái kiểu vậy Đúng rồi, đúng rồi, đúng đó. Chỉ muốn người ta chết mình mới hả dạ, chứ không làm khi nào nhiệm mình vụ một của cách đó. Mình ổng ổng nhận định sự việc ổng nhận định đúng, nhưng có những cái ổng vượt quá cái thẩm quyền của ổng, luôn. vượt quá cái khả năng của ổng thì ổng được đó. Nên là khi anh lên những diễn đàn thì cũng gặp phải những trường hợp đó, rồi xong họ Mình quay thường ra họ thường nói đó là anh là hôn rồi sư cô. đó anh, thường thường mấy ông đó, mấy ông lớn tuổi rồi đó, mấy ông lớn tuổi về hưu rồi kiếp nem không để ý gì đó. Chứ mình ở rồi mình cách mình nhận xét một cách nó khách quan. À, anh Sèn à, biết do anh Dũng Vô Va hả? Anh Sèn đúng rồi á, ông Dũng Vô Va, ổng phân tích hay nhưng mà có những cái ông đi vượt quá tầm của ông, thành ra ông dở cái đó, mà người ta dịnh vào cái chỗ đó người ta bắt đầu tung hô lên à, cái chỗ đó. Nên nên ở trên đây thì có nghĩa là anh hay đi những diễn đàn mà nói chuyện thật sự, mình không phải mình đi mình khiêu khích, nhưng mà cơ bản mình nói là mọi chuyện mình góc độ mình một người dân thì mình nói chuyện theo góc độ người dân thôi, Đúng đúng không? Chứ mình đừng có góc độ người dân mà mình anh nói luôn, có những tay anh nói chuyện luôn, tối ngày qua anh nói tay ông kia, ông nói anh á giỏi hơn 10 luật sư luôn, thôi bó tay ông nói cái đó mình bó tay đó. Rồi ông có ông kia lên ông nói nữa, bây giờ 500 ông đại biểu quốc hội cũng không bằng ông đâu. Ông nhỏ nước ở miếng ông không mặt luôn rồi chứ đâu không ông ở Đồng Tháp, bằng. Nói ông chung Đồng ông nói chuyện rất là ngu lắm anh, rất ngu, em nói thẳng ngu ở điểm này nè, em không nói về kiến thức đúng không, nhưng mà em nói về sự am hiểu của địa phương đúng không. 500 đại biểu quốc hội đó là trải đều nước Việt Nam này rồi, cho dù kiến thức của họ em không xét đúng không, nhưng mà chắc chắn ở địa phương của họ họ hiểu nhất đó. Họ tiếp xúc Linh. bao nhiêu cử tri nên cái chuyện ở địa phương của họ họ hiểu nhất, mình ở đây mình hiểu rất hẹp, mình chỉ vòng vòng một khu này mình đọc báo đọc đài thôi, còn họ họ thực tế sâu sát nhiều chứ, nó nói chuyện vậy Đúng rồi. là quốc luôn cái quốc hội rồi còn khỉ gì nữa, chơi lớn Đó. vậy. Đó. Anh chịu thua mà. Anh nói thôi, thôi chịu thua. Cái đó mình thua rồi. Chơi nguyên lập lập pháp luôn lớn quá. Anh Tấn Nguyễn này nói đúng nè, người giỏi cách mấy mà đi ngược với đạo lý thì cũng bỏ đi, đúng rồi anh, Anh chuyện gì chuyện đó mình mình cũng lấy dừng cái ở đây đạo lý nha, ra mình làm cái lại gốc chứ anh vệ sinh cả nhà mình vừa đó. Ok.